Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ về cái cách mình đi phân xịt thuốc rồi tưới nước như thế nào về cái giai đoạn trái sầu riêng 50-55 ngày của mình. Thì hiện tại là trái sầu riêng của mình hôm nay là được 50-55 ngày rồi các bạn. Cái thứ nhất á, về vấn đề là tưới nước. Thì hiện tại cái trái 50-55 ngày á, là bắt đầu là nó sẽ cần nhiều nước rồi các bạn. Nó sẽ rất là ít rụng. Thì cái giai đoạn này á, mình tưới là lên 1 tiếng 50 phút rồi, 1 tiếng 50 phút rồi mà nó vẫn cái cách mà nó thải cái trái thì nó sẽ không thải ồ ạt, nó sẽ không có bị rụng nhiều như cái trái giai đoạn 40-45 ngày. Nếu mà giai đoạn 40-45 ngày á, mà mình tưới mà không cẩn thận là nó sẽ vẫn rụng nha, bởi vì cái giai đoạn đó nó vẫn dư nước là nó vẫn rụng. Cái trái mà sau sổ nhụy cho tới 40-45 ngày thì cái cách mà mình điều tiết nước nó cực kỳ quan trọng các bạn. Cái giai đoạn mà sau sổ nhụy tới 40-45 ngày thì mình phải điều tiết nước làm sao? Mình cứ gia giảm 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 40 phút, nó rụng nhiều à. Khi mà nó rụng nhiều một cái mình lại phải giảm dịch lại là 1 tiếng 35 phút hoặc 1 tiếng 30 phút. Đó. Mình là mình tới biết nha. Thì cái cách mà mình tưới là mình cứ gia giảm như vậy các bạn. Trong giai đoạn đó thì điều tiết nước là rất khó và mình phải điều tiết liên tục các bạn. Chứ không thể nào mình giữ được. Mình giữ mãi một cái cách là mình tưới 1 tiếng 30 phút. Không bao giờ được các bạn. Mình thì mình làm theo cách của mình thì mình kinh nghiệm của mình á thì nó sẽ không được nếu như mình giữ đúng một cái chỉ số giờ tưới. Đó, mình cứ phải gia giảm lên xuống. Ví dụ như hôm bữa đó, mình có cập nhật cái trái của mình á, một ngày thôi mà mình tăng lên mình đang tưới 1 tiếng 30 phút, mình tăng lên 1 tiếng 40 phút một cái một. Là sau ngày hôm sau là rụng một đêm nó sẽ rụng 7-8 trái. Đó. Thì bắt đầu ngày hôm sau mình sẽ giảm liền ngay lập tức là mình sẽ tưới lại 1 tiếng 30 phút. Đó. Đó. Thì mình cứ canh làm sao mà mình ra vườn mình thấy cái thải sinh lý á, là mỗi một ngày nó chỉ thải khoảng chừng 2-3 trái thôi các bạn. Một trái, hai trái, ba trái và rất ít. Mình thấy cái gốc rụng rất ít thì là hợp lý nha các bạn. Cái đó là giai đoạn tầm ở chừng hơn 20 ngày á, tầm 25 ngày trở lên thì nó sẽ rụng. Mình canh làm sao thì cái trái nó cứ rụng từ ít thôi. Và đặc biệt là trái từ khoảng cái chừng 40-45 ngày ấy, thì giai đoạn đó làm sao nó rụng rất ít. Một ngày nó mình canh tưới làm sao mà nó cứ rụng khoảng cái chừng một trái cho tới 5 trái. Quá lắm là 5 trái đổ lại, mà 5 trái là nhiều rồi đó. Thì mình bắt đầu mình gia giảm. Bởi vì á, cái giai đoạn đó nói chung là từ sau sổ nhụy tới 40-45 ngày á, là dư nước nó vẫn rụng bình thường. Rồi cái giai đoạn này là mình đã tăng lên 1 tiếng 50 phút rồi và nó sẽ không rụng nữa các bạn. Nó đậu và nó chạy trái xanh, nó sẽ xanh gai lên. Nó nhiều nước thì nó sẽ xanh gai lên và nó sẽ chạy trái rất là mau. Thì 1 tiếng 50 phút của mình nó tương đương với lại nó tương đương với lại là mình tưới khoảng cái chừng mình 4 bét, mỗi một bét của mình là 90 lít, 9436 thì một tiếng của mình là 360 lít, 360 360 là 720 đó, thì tương đương với cây năm thứ 10 của mình nó rơi vào tầm khoảng 700 lít các bạn, 700 lít nước á. Còn cái cây năm thứ 5, năm thứ 6 thì nó chỉ có 2 bét thôi. Nó sẽ rơi vào khoảng cái chừng 350 lít. Đó. Thì giai đoạn này nó là cái số lít của mình là như vậy. Thì các bạn xem và tham khảo. Bởi vì các bạn cũng còn phải căn vào cái việc là đất của bạn là đất gì. Đất đen, đất sỏi, đất cát, đất sét. Nó rất là nhiều loại đất. Thì các bạn tùy vào cái lượng đất, cái chất đất của các bạn và khí hậu của các bạn nó, rồi đồi dốc nữa, nó có rút nước nhanh hay không. Đó. Của mình là đất nó hơi dốc dốc nha các bạn. Đất của mình là nó hơi thoải dốc. Cho nên là rút nước nhiều, cho nên mình sẽ tưới nhiều hơn các bạn. Đó, các bạn tự phải điều chỉnh được cái lượng nước đó. Mình cứ căn qua cái việc là nó thải sinh lý như thế nào các bạn. Rồi còn cái việc mà ở bên trong trái á, là mình xịt cái gì. Thì giai đoạn này á, mình bắt đầu là mình đã chuyển sang các cái dòng amino xịt lớn trái các bạn. Mình sẽ không có xịt amino kẽm nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang amino, là amino xịt là amino chủ yếu là cái dạng hữu cơ đó các bạn. Amino cái dạng hữu cơ mà nó khoảng chừng
chất hữu cơ nó khoảng trên 20% á, thì cái loại chất đạm đạm hữu cơ đó nó trên 20% thì nó sẽ thúc lớn trái rất là mau. Rồi mình cộng với lại canxi, lúc nào mình cũng phải cộng với canxi hữu cơ các bạn. Rồi cộng với combi nữa để cho trái nó xanh xanh gai các bạn. Đó. Các bạn thấy trái này nó to. Có cái này là những cái trái này là những cái trái này là những cái trái mà nó đi trước các bạn, nó lớn trước á. Nó trái đó nó phải tầm có chừng là 6 mấy 7, không, cái đó phải hơn 70 ngày rồi các bạn. Đấy là gần thu rồi. Còn mấy trái này dưới này thì nó tầm 50-55 ngày, hơn 50-55 ngày một chút các bạn. Đó. Đã không các bạn? Này nó to lên thì nhìn bắt đầu là nó nhiều các bạn. Rồi, ở bên trong trái á, thì mình sẽ cộng với thuốc sâu nữa các bạn. Mình sẽ cộng với thuốc sâu nữa nha. À, cái thuốc sâu á, thì mình sử dụng cái hoạt chất của mình á, thì các bạn nào có theo dõi mình thì mình sử dụng cái thuốc sâu là có hai hoạt chất, đó là cybermethin và chlorpyrifosethin. Đó là cái thuốc, đó là thuốc hóa học, thuốc hóa học nhũ dầu, nó rất là nóng. Thì cái giai đoạn trước á, mình cứ xịt nửa liều các bạn, một chai là 450 ml, thì mình cứ xịt nửa liều, thay vì một chai 450 ml á, là bình thường là mình xịt 2 phi, thì cái chai 450 ml đó là mình xịt 4 phi, đó, mình sẽ giảm liều đi. Và hôm bữa mình cũng quên nhắc các bạn là nếu mà các bạn mà xịt không như vậy thì nó sẽ chết đẹp sáp, nhưng mà nó cái tỷ lệ chết sâu là nó sẽ có sâu các bạn, cho nên là mình nhớ là mình pha thêm ví dụ như cái giai đoạn trước á, giai đoạn mà tầm sau sổ nhị tầm 40-45 ngày á, thì mình sẽ pha thêm một gói mase nữa, mình pha thêm một cái gói deco các bạn, deco acbat á. Đó thì cái giai đoạn đó mình pha thêm một gói, có nghĩa là một chai thuốc sâu cộng với lại một gói, thì mình pha với lại nửa chai thuốc sâu cộng với một gói thì mình pha cho 2 phi. Còn cái giai đoạn này á, thì cái chai thuốc sâu đó là mình tăng lên là một chai, là thay vì là 2 phi thì một chai làm 3 phi nha các bạn. Một chai thuốc sâu đó là mình xịt cho 3 phi. Rồi giai đoạn sau nữa là mình sẽ xịt là một chai 2 phi luôn các bạn, để cho sâu nó sẽ chết sạch luôn. Thì một chai đó mình xịt một chai đó là 3 phi, mình cộng với lại 2 gói deco acbat các bạn. Thì bởi vì cái gói deco acbat á, nó là lưu dẫn đó các bạn, thì sâu nó mới chết được. Và lúc mà mình xịt ấy, mình nhớ là mình xịt thật kỹ nha, mình cái chỗ nào mà mình thấy cái lỗ sâu ấy là mình bắn vô thật kỹ nha, mình chỉ cần bắn vô thật kỹ thôi là cái con sâu nó sẽ chết ngay và trái của mình nó sẽ sạch thôi các bạn, không có sâu. Còn mình ngừa cái thuốc đó, là có hai hoạt chất là cybermethin với lại chlorpyrifosethin ấy, mà mình ngừa nửa liều tới bây giờ là không có một con đẹp sáp nào các bạn. Với lại quan trọng là cái cắt xịt của các bạn nữa, mình xịt xương là nó khó chết luôn nha các bạn. Cái giai đoạn trước thì mình xịt xương được, còn giai đoạn sau này tầm 50-55 ngày mình phải xịt kỹ một chút. Mình mà xịt xương là ví dụ con sâu á mà nó đã đục vô trái rồi, nó đùn cái phần của nó ra các bạn, nó đùn cứt của nó ra đó, nó mình mà xịt xương qua cái đó là nó sẽ không chết được con sâu. Mình phải xịt bay cái phần của nó đùn ra luôn, nó thì cái thuốc nó mới ngấm vô nó mới chết được con sâu. Rồi về cái vấn đề là bỏ phân các bạn, phân thì giai đoạn này á thì mình vẫn bỏ phân là 3:15, nhưng cái giai đoạn này mình đã chuyển qua 3:15 của Zara rồi các bạn. Cái giai đoạn từ 50-55 ngày đó, cho tới 60-65 ngày xem mình sẽ bỏ hai cữ phân. 50-55 ngày mình sẽ bỏ phân 3:15 của Zara các bạn. Còn tới giai đoạn mà 60-65 ngày mình sẽ bỏ thêm một lần phân 3:15 của Zara nữa. Và sau đó là giai đoạn tầm 70-75 ngày là bắt đầu mình sẽ chuyển sang bỏ phân 3 số của con cò các bạn, con cò xanh. Cái giai đoạn thúc trái này mình sẽ bỏ phân của Zara các bạn, mình sẽ không bỏ phân của con cò. Cái giai đoạn sau mình mới bỏ phân 3:15 của con cò xanh các bạn. Để làm gì? Để cho cái phân 3 số con cò xanh nó lên cơm sẽ rất là ngon các bạn. Mình làm sao các bạn, nó không những là cái mẫu má của cái sò trái sầu riêng nó đẹp, thứ nhất là phải mẫu má đẹp đó nha các bạn, cái thứ hai là chất lượng cơm là phải ăn ngon. Bởi vì ấy, cái cuộc chơi của cái vấn đề mà trồng sầu riêng này ấy, nó càng ngày
nó càng ngày nó càng khó các bạn, bởi vì rất là nhiều người trồng. Thì bản thân mình á, mình phải làm ra trái sầu riêng, thứ nhất là nó đạt sản lượng, cái thứ hai á, đó chính là mẫu mã nó phải đẹp, cái thứ ba á, là cơm nó phải ngon các bạn. Mình làm cái cơm nó ngon á, thì mình mới nâng cao cái giá trị của cái trái sầu riêng Việt Nam mình được. Bởi vì mình cứ đặt mình vào cái người mua đấy các bạn, mình không phải người làm vườn, mình không phải là nông dân, mình không làm ra trái sầu riêng. Ví dụ mình cũng chỉ là người bình thường ở ngoài, mình đi mua trái sầu riêng, bây giờ mình mua trái sầu riêng mình ăn mà nó không ngon thì mình có buồn không các bạn? Mua một trái sầu riêng mà ăn nó nhạt nhạt nhẽo, rồi ăn nó không ngon, cơm thì nó không có được ngọt, rồi nó thì mình sẽ rất là buồn các bạn. Mình ăn mình cảm thấy còn khó chịu, huống chi là người khác các bạn. Thế cho nên là mình cố gắng mình làm ra trái sầu riêng ngon. Thì cái cách mà mình đi phân á, là mình đảm bảo với các bạn luôn là cái trái sầu riêng của mình cơm nó sẽ rất là ngon. Các bạn thấy tại sao mình bỏ cái phân 20-10 đi. Mình cái phân 20-10 nó vẫn làm cho trái ngon đó các bạn, không phải là nó không ngon, nhưng mà khi mà bỏ phân 20-10 kinh nghiệm của mình nó như thế này. Cái phân 20-10-10 á nó sẽ làm cho lớn trái. Ok, mình đồng ý là làm cho lớn trái, nhưng nó sẽ có một cái hậu quả, đó chính là cái giai đoạn về sau ấy nó rất là dễ bị thối trái các bạn. Thối hồng với lại thối đít ấy, nó xảy ra rất là nhiều. Cái tỷ lệ nó sẽ xảy ra cái việc mà thối hồng thối trái nó sẽ nhiều hơn cái việc là mình đi phân 3 số 15 các bạn. Mình đi 3 số đồng ấy. Và mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà sau bao nhiêu năm mình trải nghiệm ấy, mình có cái cảm giác là mặc dù nó là phân 20-10-10 nó là đạm cao đấy, nhưng mà mình bón 3 số 15 mình có cảm giác là trái của mình nó còn to hơn là cái phân 20-10 đó các bạn. Mình không hiểu tại sao nha. Cái này thật sự là mình không thể lý giải được, nhưng mà mình có cái cảm giác rằng là mình đi 3 số 15 á, cái trái của mình nó to, nó tròn, nó đẹp, cơm ngon hơn là đi phân 20-10 luôn. Mình không hiểu tại sao nha. Đó. Thì các bạn cứ trải nghiệm đi. Thì cái này là mình chia sẻ thật lòng của mình. Mình trải qua nhiều năm rồi thì mình cứ đúc kết ra được cái kinh nghiệm đó của mình, thì mình chia sẻ lại cho các bạn để các bạn tham khảo. Đó, các bạn cứ tham khảo cái cách làm của mình. Nếu mà thấy hay thì các bạn áp dụng, còn không thì các bạn có cái cách nào hay thì các bạn vẫn làm bình thường nha. Cái này là mình chỉ chia sẻ trên cái quan điểm cá nhân của mình. Mình làm như thế nào thì mình cứ chia sẻ như thế, để cho các bạn có một cái nhìn tổng quát về cái cách làm của mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang ví dụ thúc trái. Cái giai đoạn thúc trái này mình sẽ bón phân của 3 số 15 của Zara, và giai đoạn sau khi mà giai đoạn tầm 70-75 ngày ấy, mình sẽ bỏ phân của 3 số 15 của con cò xanh. Và giai đoạn cuối ấy, là mình sẽ bỏ phân 12-11-18 lại để cho lên cơm các bạn. Mình sẽ bỏ tầm 2 cữ. Mỗi một lần mà một cữ mà mình bỏ 1 ký nha. Đó. À đúng rồi, cái giai đoạn này ấy, 50-55 ngày thì đối với cây năm thứ 5, năm thứ 6 mình sẽ bỏ 500g các bạn, 500g hoặc là 600g tùy theo cái cây nó trái nhiều trái ít các bạn. Rồi còn cái cây năm thứ 10 đến năm thứ 12 á thì mình sẽ bỏ một cây là 1 ký các bạn. Có những cây mà nó hơn 100 trái là mình bỏ 1 ký 1, 1 ký 2 luôn đó các bạn. Mà bỏ mỗi một lần là cách nhau 10 ngày. Thì giữa hai cái lần 10 ngày đó là mình tưới phân xô các bạn. Có nghĩa là hôm nay cái ngày thứ nhất, vì mình ví dụ nha, cái ngày thứ nhất là mình bỏ phân 3 số 15 thì 5 ngày sau mình sẽ tưới phân xô. À, mình sẽ kèm theo một cái cữ phân xô. Và 5 ngày tiếp theo là mình sẽ lại bỏ phân 3 số 15 lại. Thì cái cữ thứ nhất mình bỏ phân 3 số 15. Và cái cữ tiếp theo 3 số 15 là sẽ là 10 ngày. Thì giữa đó là mình sẽ chen một cữ phân xô các bạn. Để cho mình nung cái trái cho nó vừa lớn nhanh mà vừa tròn nha các bạn. Để cho cây nó kịp ăn nha. Đó, các bạn nhìn thấy nè, trái của mình mẫu trái là nó tròn dài, cho nên mình đi như vậy trái nó cứ vậy, nó cứ nở tròn dài ra và nó sẽ lớn rất là màu các bạn. Các bạn nhìn thấy rõ ràng nè, đây nè, cái trái của mình nó tròn dài nè, nó tròn dài như thế này nè các bạn đấy, rất là có ký nha. Trái này chắc phải mình không biết bao nhiêu ký nhưng mà nó khá to đấy. Đó, nó chắc có khoảng chừng hơn 4 ký 4 ký rưỡi gì đó các bạn. Rồi mình bón phân. Các bạn nhìn nè, hôm nay trái này nhìn nó nhiều các bạn. Đó. Nó đậu được như vậy rồi, mai mốt nó mà to lên nữa là coi như cái cây này mình nhìn là nó kín cây luôn đó các bạn ơi. Ok không các bạn?
Năm ngoái cái cành này của mình này các bạn, nó đậu được cái trái ở dưới thấp này nè. Năm nay nó đậu được 3 trái, không biết là nó còn đậu được nữa không các bạn. À, được 3 trái nè. Không biết cái cành này dưới thấp như vậy là nó nè các bạn nhìn nè, cái cây cỗi này nó cách nhau có tầm có chừng hơn gang rồi các bạn. Tầm gang à, hơn gang tí nè. Đó, mà mình không biết sao mà nó đậu được cái cành này, cái cây tùy cây các bạn. Cái cây nào mà nó đã đậu được ở dưới thấp thì nó cứ đậu dưới thấp hoài các bạn. Cây này năm nào nó cũng đậu được mấy cái cành dưới thấp này nè. Còn những cây mà nó đã không đậu được dưới thấp là nó sẽ không đậu được các bạn. mình thấy nó là như vậy các bạn. Đó, mình đi quay một số cây nữa cho các bạn xem nè. Ok không các bạn? Đó. Trái là đối với mình là năm nay là đạt nha các bạn. Đạt hơn mọi năm luôn á. Trái năm nay đạt hơn mọi năm luôn. Đó, trái nào các bạn? Ok không? Cây trung bình tầm 100 trái thôi các bạn. Đó. Này trái nó to lên các bạn nhìn nè. Trái nó to lên nè, cây sầu riêng chín hóa nè. Trái nó to lên nè, quá trời luôn nè các bạn ơi. Này mình cầm cái kéo chuẩn bị mình đi tỉa bớt đi cho nó bớt bớt đi chút nhá. Để với lượng trái này nó hơi bị nhiều. Như vậy nhìn đi con quay nào. Ở đâu? Này nó to nè. Cái cây này, cái thái này của mình là lúc nào năm nào nó cũng đậu hết trên ngọn này các bạn. Nó cái tầng dưới này cái cây này cái sinh lý nó như vậy các bạn. Cái tầng dưới thì nó không đậu đâu, năm nào cũng vậy, nó cứ đu hết trên ngọn này. Nó tùy cây các bạn. Có những cây thì nó mình kinh nghiệm thì đấy, có những cây thì nó sinh lý của nó thì nó không đậu ở dưới, nó lại đậu ở trên. Là năm nào nó cũng vậy luôn nha các bạn, chứ không phải là nó thường là năm nào nó cũng vậy luôn á. Còn cái có những cây thì nó phân bổ đều các bạn. À đúng rồi, cái cắt của mình á, hôm bữa mình có chia sẻ về cái cách mà mình dưỡng đọt bằng Avanga này kia đó các bạn. Thì mình dưỡng rồi thì cái giai đoạn sau này á, thì bây giờ cái đọt của mình á, nó cái lá của mình bây giờ nó dư rồi các bạn. Mình đầu tư cái thời điểm mà mình kéo đọt đó mình đầu tư cũng nhiều rồi, cho nên là bây giờ cái giai đoạn này á, mình sẽ đưa ra một cái quyết định, đó là nếu mà đọt bây giờ mà có đi á, mình để cho rầy đánh luôn nha các bạn. Mình sẽ đưa ra một quyết định, đó chính là tùy các bạn nha. Cái này là mình quyết định rằng như thế nào thì mình chia sẻ như vậy. Bây giờ từ bây giờ trở đi, nếu mà đọt của mình mà nó có đi á, thì mình để cho rầy nó đánh luôn nha. Mình sẽ không lấy cái đọt này luôn nha các bạn. Mình không dưỡng, mình cũng không gì hết. Nó mà đã đọt là mình để cho rầy đánh rớt đọt luôn. Tại vì lá của mình á, bản chất là nó đủ rồi, bây giờ mình không cần thêm lá các bạn. Và sau thu hoạch á, mình có cái cách để mình có cái cách là mình xử lý cái cây sầu riêng của mình á, cái kiểu giống bonsai các bạn. Đó, mình cắt hết cái đọt đi xong bắt đầu mình dưỡng lại. Các bạn không tin thì các bạn cứ theo dõi mình đi. Mình làm tới đâu mình chia sẻ thực tế tới đấy để cho các bạn nhìn trực quan nhất luôn, chứ mình không có làm trước nha các bạn. Cứ tới đâu là mình làm tới đó các bạn. Đó, trái nè. Hôm nay nó to rồi, trái này hôm nay thì nó to rồi. Rồi làm sầu riêng nói chung là bao giờ mà đồng tiền nó bỏ vào túi được rồi thì mình mới yên tâm các bạn ơi. Chứ còn các bạn nhìn nè, sóc nó móc của mình nè các bạn. Trái này mình cân là được 3,7 kg nha các bạn. Trái này được 3,7 kg mà sóc nó móc rồi nè. Sóc móc vậy rồi thì nguyên cái khoét chỗ này thì trái này phải hơn 4 kg các bạn. Buồn không? Sóc móc mà. Nó móc nó kẹp nè. Năm nào cũng vậy các bạn. Mình thì làm sầu riêng ấy, chỉ có những người nông dân thì mới hiểu được cái cảm giác này thôi các bạn. Thứ nhất là bị nấm. Cái thứ hai là bị sóc móc nè. Cái thứ ba là gió bão các bạn. Bây giờ mà mình mà có làm cái trái sầu riêng trên cây nó 100 trái mà bão nó quất qua một cái một nằm dưới đất hết thì cũng vậy các bạn ơi. Cho nên là nói chung là đây là nỗi khổ người nông dân. Mình làm mình cứ cố gắng mình làm thôi các bạn. Mình không có chống lại được thời tiết đâu. Còn cái việc mà sóc móc này nè, thì mình cũng có cái cách để hạn chế nó. Thì có gì mình sẽ cập nhật ở video khác.
mình cố gắng mình hạn chế nó thôi các bạn, chứ còn sóc mà nó đã phá rồi thì khó mà chống lại nó lắm các bạn. Rồi mình cũng sắp tới mình cũng chia sẻ cái clip là thuốc nấm luôn các bạn, cái giai đoạn từ 50 đến 55 ngày trở đi tới khi thu hoạch đấy. Mình nói thật cái việc mà phòng trị nấm là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nấm là nó là thiệt hại cho cái người nông dân của mình là kinh khủng khiếp luôn. Nấm mình sợ nhất là nấm nha các bạn. Giai đoạn này là coi như là không có gì ngoài nấm nha các bạn. Nó mà nấm là thua. Mà cái thằng nấm nó sinh nó phát triển nhanh lắm, nó đi theo luồng gió các bạn. Còn mình chia sẻ cả một clip khác, clip này thì nó cũng dài rồi. Thì nếu như cô chú anh chị và các bạn mình nếu mà thấy những cái video của mình chia sẻ thấy hay, bổ ích, có thể giúp ích một phần nào đó cho cô chú anh chị và các bạn, thì cô chú anh chị và các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Và nếu có thắc mắc gì thì để lại bình luận. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một clip khác nhé. Bye bye.